Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình BTV. Kế tiếp, Bích Phượng xin gửi đến quý vị buổi phóng sự kỷ niệm một năm thành lập công ty Teletron tại Trung tâm Thương mại Eden do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Washington DC. Kính chào quý vị. Hôm nay là ngày Chủ nhật, 18 tháng 9, 2016. Bích Phượng đang có mặt tại Trung tâm Thương mại Eden để kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày thành lập công ty Teletron tại Washington DC. Đã có một chương trình văn nghệ thật đặc sắc và rất thành công. Tuy thời tiết thật nóng, nhưng tại Trung tâm Thương mại Eden, thành phố Fortress đã thu hút rất nhiều đồng hương. Tất cả đã đến để được thưởng thức một chương trình văn nghệ. Có tới 16 ca sĩ và MC Trần Quốc Bảo đến từ California. Được biết, công ty đã được thành lập vào tháng 8, 2008 tại Orange County, California. Teletron khởi đầu là một cửa hàng bán lẻ, chuyên cung cấp các mặt hàng điện tử gia dụng, có phẩm chất tốt từ các hãng danh tiếng của Nhật, Mỹ, Đại Hàn, Đức, Ý và Pháp, và cùng các sản phẩm cao cấp về sức khỏe. Đặc biệt khi nói đến tiệm Teletron, thì ai cũng nghĩ đến chiếc ghế massage được làm tại Nhật. Đó là chiếc ghế Inada Medical Massage Chair và những tấm nệm nổi tiếng như loại Tempur-Pedic và đặc biệt những bàn ghế làm từ Ý Đại Lợi. Teletron đã phát triển thành một hệ thống với nhiều chi nhánh tại các tiểu bang California, Texas, Virginia. Và tháng 8 2016 vừa qua, công ty đã tưng bừng khai trương tiệm thứ 11 tại thành phố Atlanta, Georgia. Theo lời của ông Nguyễn Bá Thành, tiểu bang kế tiếp sẽ có cửa hàng Teletron là thành phố Orlando, Florida. Sau đây là lời chia sẻ của ông Nguyễn Bá Thành. Trước hết cho phép Nguyễn Bá Thành được thay mặt cho toàn thể ban giám đốc cũng như là nhân viên của hệ thống Teletron có lời cảm tạ chân thành nhất đến với quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN cũng như tất cả quý khách hàng đồng hương của Teletron ở khắp mọi nơi. Đã có những cái sự tin tưởng và tin yêu cho Teletron trong suốt một năm qua tại cái chi nhánh Washington DC ở Eden Center, và đặc biệt hơn nữa là trong suốt 8 năm qua với cái sự tin tưởng và ủng hộ của quý vị thì Teletron đã có cái cơ hội để phát triển đi khắp mọi nơi, từ đầu tiên ở miền Tây Nam Hoa Kỳ, ở California, từ miền Nam lên đến miền Bắc, rồi đi qua tới miền Trung Nam Hoa Kỳ với Houston, Dallas, rồi lại lên đến ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ ở Washington DC đây, và cách đây vài tuần lễ thôi thì Teletron cũng đã khai trương cái chi nhánh thứ 11 ở vùng Đông Nam Hoa Kỳ ở thành phố Atlanta. Thì đó là một cái thành quả không riêng của Teletron, mà đó là những cái thành quả, những cái sự phát triển của cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Cho nên một lần nữa cho phép được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị, Phường Quế với đóng một cái vai trò là coordinate tất cả những chương trình văn nghệ cho công ty điện tử Teletron ở khắp nơi, là bởi vì như quý vị biết và Teletron đã có 11 chi nhánh ở khắp các tiểu bang Hoa Kỳ ở tại Cali, và tất cả những cái chương trình văn nghệ Teletron thực hiện thì Phường Quế đóng một vai trò là mời ca sĩ đến. Tại sao Teletron lại có những buổi văn nghệ vào những ngày khai trương, những ngày anniversary kỷ niệm? Xem như một lời cảm tạ đối với quý vị đồng hương khán giả đã ủng hộ cho công ty điện tử Teletron. Cho nên mỗi một mùa kỷ niệm đệ nhất chu niên hoặc khai trương thì đều có những chương trình văn nghệ để phục vụ quý vị ngay tại trước cửa Teletron. Đứng kế bên Bích Phượng là cô Lina Nguyễn, và khi nói đến cô Lina Nguyễn là ai cũng nghĩ đến chiếc ghế Enada. Xin cô cho biết tại sao chiếc ghế Enada? Theo Lina, khi mà mỗi lần mà mình mua cái gì đó, mình mua nó phải xứng đáng. Nhất là cái ghế này không có phải là rẻ tiền,
Okay? Nhưng mà if you're gonna spend the money, then you have to have the quality. Bởi vậy, Lina dùng, đây là không phải là Lina quảng cáo, chứ bây giờ Teletron bán một cái ghế hoặc 100 cái ghế cũng vậy thôi. Lina, cái này là không phải là trả tiền để Lina quảng cáo. Nhưng mà Lina đã dùng được, đã thích và thấy là it's good for your health. Mình xài mà mình thấy mình thoải mái, mình it's healthier for you, good for your circulation. Nó thuộc về health. Bởi vậy Lina thích là giới thiệu đến cộng đồng Việt Nam mình cho cộng đồng biết. Và đây chính Lina là giới thiệu cho ba má, mua cho ba má luôn. Because it's good for your health and it's very quality. Mà mình mua cái gì đó không phải là chỉ là mình mua mình đem về, that's it. Nhưng mà phải có cái customer service nữa. Nếu mà có gì wrong thì có customer service back up. Bởi vậy that's very very important. Giáng Ngọc trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả của đài SBTN tại Hoa Thịnh Đốn. Hôm nay Giáng Ngọc rất là vui để được có mặt trong một cái chương trình kỷ niệm hàng năm thành lập của Teletron, và đặc biệt một cái sản phẩm mà ngày hôm nay đầu tiên Giáng Ngọc được cầm trên tay, và có lẽ là một trong những cái điều mà rất là yêu thích đối với tất cả quý vị khán giả ở khắp mọi nơi, nhất là người Việt Nam chúng ta, đối với những cái sản phẩm mà về nail. Giáng Ngọc không phải là người làm về nail, nhưng mà Giáng Ngọc cũng rất là thích cái sản phẩm này, bởi vì nếu mà có sản phẩm này ở nhà thì chúng ta rất là tiện lợi. Đây là chiếc kềm. Mà như quý vị cũng nhất là trong cái sản phẩm ngành nail thì ai cũng đều biết về cái kềm nghỉ á, là một trong những cái hiệu mà rất là nổi tiếng về những cái kềm cắt da. Nhưng mà đặc biệt là đây là một trong những cái kềm độc quyền của Teletron, cũng từ sản phẩm kềm nghỉ á, nhưng mà nó high hơn, nó cao hơn, cao cấp hơn. Đó bởi vì đây là một trong những sản phẩm được làm từ stainless steel của Nhật Bản. Cho nên khi mà quý vị thấy là chẳng hạn như là Toyota thì chúng ta có Toyota làm những cái xe bình thường, nhưng nếu quý vị mua high hơn, cao hơn, tức là những cái Lexus, thì đây cũng giống y chang như vậy. Tức là với cái kềm nghĩa này nó có một cái hiệu đó là OMI. Thì thưa quý vị, với cái kềm này quý vị cắt da trên tay của mình nó rất là bền và nó rất là bén. Chẳng hạn như nếu như mình mua một cái kềm bình thường thì mình cắt khoảng chừng 5 cái tay thôi, hoặc là một thời gian thì nó sẽ không có còn bén nữa, mình phải mài. Nhưng với cái kềm này thì Ngọc bảo đảm quý vị là sẽ rất là lâu để chúng ta có phải mài nó, tức là nó bén rất là lâu, mà nó lại dùng cho rất nhiều, tức là nó nhanh hơn. Cho nên nếu mà mình làm nail thì thay vì mình làm 5 cái tay thì mình phải làm từ 10 cho tới 15 cái tay. Nó nhanh hơn để cho có thể dùng cái kèm này. Cho nên đây là một trong những sản phẩm mà Giáng Ngọc đang dùng ở nhà thường xuyên, rất là tốt. Giáng Ngọc hân hạnh quý vị giới thiệu để mong là quý vị có thể tới để thử. Từ với một cái kèm này thì mình save tiền hơn khi mà mình mua những cái kèm bình thường. Giáng Ngọc cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã giúp Giáng Ngọc và giới thiệu qua với tất cả quý vị khán giả về cái sản phẩm này. Và hy vọng là quý vị sẽ đến để thử qua cái kềm OMI rất là đặc biệt, được sản xuất từ Nhật Bản, tức là tất cả những cái vật dụng này đều đến từ Nhật Bản, từ stainless steel của Nhật Bản. Nhưng mà Giáng Ngọc cũng được biết là đối với những người làm và thực hiện cái kềm này thì hầu như những người thợ làm cái kềm này rất là hiếm, tức là chẳng hạn như là chỉ có khoảng chừng 100 người làm những kềm thường thì chỉ chọn ra khoảng chừng 30 người với một cái tay nghề rất là giỏi thì mới có thể làm cái kềm này, cho nên rất là bền và tốt. Mong quý vị sẽ thử qua với cái tên của sản phẩm là OMI. Giáng Ngọc xin trọng giới thiệu cùng với tất cả quý vị. Trình từ trung tâm thương mại Eden Fortress, Virginia. Để cùng nhau nhìn lại công trình quy mô của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chia sẻ tình trạng hoang phế của Nghĩa Trang hiện nay và cùng quan tâm đến số phận tương lai của Nghĩa Trang, một di tích lịch sử của dân tộc Việt Nam Cộng Hòa phải được bảo tồn. Việt Nam Film Club trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi phát hình phim tài liệu Hồn Tử Sĩ, Nghĩa Trang Quân đội Biên Hòa sẽ được phát hình và giới thiệu vào lúc 3 giờ trưa ngày Chủ nhật 16 tháng 10, 2016 tại nhà hàng Harvest Moon 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22042.
Mọi chi tiết xin liên lạc Lê Thị Nhị 240-401-8698 hay Chu Linh 703-732-3194. Mùa hè sắp đến, vườn mai vàng Florida sẽ cung cấp tất cả các loại cây ăn trái nhiệt đới của Việt Nam. Ngoài ra, vườn còn có nhiều loại bonsai và cây cảnh, đặc biệt nhất là mai vàng với nhiều kiểu dáng khác nhau. Quý khách nên order cây từ bây giờ đến cuối tháng 10 để tránh việc gửi cây vào mùa đông. Vườn mai vàng chuyên cung cấp sỉ và lẻ, hàng sẽ được gửi đến tận nhà. Ngoài ra, nếu quý vị muốn làm đại lý của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Mai Vàng Florida 941-301-9251, 941-301-9251. Tại Sajuvi, chúng tôi có sửa chữa nữ trang thâu, mua vàng vụn, thay pin đồng hồ, dịch vụ cầm đồ, bán quà lưu niệm, gửi tiền và quà cáp về Việt Nam, sửa vi tính máy in, máy copy, máy fax. Tận tâm, uy tín, an toàn, nhanh lẹ. Chúng tôi có cho thuê mặt bằng để làm văn phòng khai thuế, bán vé máy bay hoặc làm các loại nghề. Tại Star Jewelry and Supply đó. Địa chỉ: số 2 Professional Drive, phòng 216, Gaithersburg, Maryland 20879. Điện thoại 301-947-0838. 301-947-0838. 301-366-9381. 301-366-9381. Tiệm nằm trên đường 355 North Frederick Road, gần Salvation Army và 7-Eleven, gần văn phòng bác sĩ Trực Nguyễn. Tiệm nằm ở phía ngoài lộ đường chính. Xin kính mời quý đồng hương. Miracle Capsule, viên thuốc thần kỳ giúp tái tạo, phục hồi và làm săn chắc làn da bị lão hóa, chống ung thư, làm giảm độc tố cho gan. DHEA giảm nguy cơ bệnh tim mạch, béo phì, kiểm soát lượng đường trong máu, ngăn chặn bệnh loãng xương, giúp ngăn chặn các bệnh mất trí nhớ, tăng khả năng tình dục cả nam lẫn nữ. Nghệ Turmeric Origin giúp cho đường tiêu hóa khỏe mạnh như đau dạ dày, đường ruột, ợ chua, hôi miệng, làm lặn sẹo, tan máu bầm, rất tốt cho phụ nữ sau khi săn. Xin gọi 1-800-449-2363. Tưng bừng kỷ niệm đệ nhất chu niên Teletron Washington DC Eden Center Đài Hà Giá từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9. Chảo 3D Korea, bình cách nhiệt, nồi cơm điện 10 khớp, máy bắt cam chỉ có 1 đồng cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày. Thứ bảy ngày 17 tháng 9 từ 1 giờ đến 3 giờ chiều, Washington Redskins Cheerleader sẽ biểu diễn nhảy múa, chụp hình lưu niệm và ký tặng poster miễn phí. Chủ nhật ngày 18 tháng 9 từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, chương trình nhạc hội hoàn toàn miễn phí với nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Hương Lan, Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Nguyên Khang, Diễm Liên, Thanh Lan, Nguyễn Hồng Nhung, Gia Huy, Hương Thủy, Mai Thanh Sơn, Trúc My, Huỳnh Phi Tiễn, Danh Hài Hồi Tâm, MC Trần Vũ Bảo, Giáng Ngọc, Lina Nguyễn. Inada Medical Chair làm tại Nhật, 183 đồng mỗi tháng, trả góp 450 tiền lời. Nệm Thermopedic, nệm Maniflex, 100% Italy, chỉ đau lưng 2.999 đồng, tặng bộ giường 1.500 đồng. Bàn ăn giường ngủ Sofaya, made in Italy, 35% off tặng TV. Teletron, Watson DC, 703-237-8999. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của SBTN Washington DC xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị nhiều phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.